Hey, hey, check this out. 1, 2, 3. 12 giờ đêm anh vẫn hoài nằm sao thức. Và giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì khác. Lúc hết Facebook, có Insta, check story. Nhưng tại sao không lắp được, chắc là mạng lag. Baby em đẹp như là kiệt tác. Một chút tình yêu của anh đang mang. Thôi tại sao không trả lời giờ tôi nhắn cho anh gửi. Cho em đừng làm cho anh buồn, làm cho anh chán nản. 12 giờ đêm anh vẫn hoài nằm sao thức. Và giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì khác. Lúc hết Facebook, có Insta, check story. Nhưng tại sao không lắp được, chắc là mạng lag. Baby em đẹp như là kiệt tác. Bất chấp tình yêu của anh đang mang. Tôi tại sao không trả lời giờ từng nhắn bóc cho anh. Vì sao em đừng làm cho anh buồn, làm cho anh chán nản. Công sức xây đắp của anh bỏ ra vẫn đi tìm nghiệm mà vô ích. Tại anh nắm chặt em buồn liền ra như cách em bảo em không thích. Baby tại sao em lại đối xử với anh thật tệ đến như thế. Tan rửa rồi chứ đâu có thú gì đâu mà em vẫn cứ chê. Ta gặp nhau một buổi chiều đầy nắng. Chợt lòng say đang yên vui sầu lắng. Em tinh khôi trong chiếc váy ngắn sinh hoạt cùng chút hương nhìn áo sơ mi trắng. Anh với em từng đôi người xa lạ, tự phương trời mà chẳng hề quen nhau. Chẳng có súng bên súng, đầu xác bắt đầu mà chỉ có cả hai đơn tin nhau. Anh xin lỗi vì đôi lúc làm em giận. Hay cầm ràm em lúc tô xuống đánh phấn. Đôi khi em chỉ liên tục bất tận. Nhưng vì chẳng nhớ nên thường không để tâm. Anh hứa sẽ là thằng đàn ông tốt. Đưa em đi khắp chỗ và take care. Đừng biến anh thành Anthelios. Luôn mãi cô đơn không bao giờ có e. Anh chẳng muốn được làm siêu anh hùng. Chỉ muốn được mãi mãi luôn bên em. Iron Man, Batman hay là Hulk. Thôi em dẹp qua hết, anh chọn làm your man. Những lời nói của anh nó là thật. Không có phải vì nhờ vào hơi men. Anh chỉ muốn nói với em rằng là 12 giờ đêm anh vẫn hoài nằm sau thức. Và giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì khác. Lúc hết Facebook có Insta chip story. Nhưng tại sao không lắc được, chắc là mạng lát. Baby em đẹp như là kiệt tác. Bóc cho tình yêu của anh đang mang. Thế tại sao không trả lời giờ từng nhắn lúc trước anh. Rồi xin em đừng làm cho anh buồn, làm cho anh chán nản. 12 giờ đêm anh vẫn hoài nằm sau thức. Và giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì khác. Lúc hết Facebook có Insta chip story. Nhưng tại sao không lắc được, chắc là mạng lát. Baby em đẹp như là kiệt tác. Luôn nhớ về em từ đêm đến sáng. Ta vẫn sẽ cứ mãi bên cạnh nhau. Nên thôi nha em đừng lo lắng nhé nàng. Peace.